Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì trước khi kể câu chuyện ngày hôm nay á, thì có nhiều bạn hỏi Tân á là cái nhang cây nó có hiệu quả bằng cái nhang hộp hay không. Thì nhang hộp á, tất nhiên là các bạn thấy là cho các bạn những cái làn khói rất là ok. Nhang hộp giúp bạn xông nhà, trừ tà, dễ chịu. Nhưng mà đặc biệt nhang cây á là để các bạn cũng thể trừ tà rất là khủng khiếp nha. Nhưng mà chẳng qua đó, các bạn cắm cây nhang như thế nào nữa ha. Thì thường mình có cái lư hương mình cắm lên đó, còn mình không có lư hương á thì Tân chỉ các bạn cách cắm để các bạn trừ tà. Hoặc các bạn biết á là ma ở hướng nào á, bạn đốt về hướng đó à, thì người đó nó sẽ đi chỗ khác ha. Tân đốt cho bạn nè, này là nhang trầm của Tân, nhang cây đó, bạn đốt cho Tân. Nhiều người không biết ha. Rồi ok, thơm quá. Thì đây á là cái đỉnh của cái đồ xông trầm. Nhưng mà không nhất thiết á, là mình phải xông trầm, mình cắm cây ngang ngang vậy nè. Ok, đó, mình để lên đầu của linh thú của mình, mình đọc cái ước nguyện của mình, cái nguyện mình như thế nào, ví dụ như nơi đây có tà ma gì đó thì hãy hướng ngang về cái đó để coi như là trừ tà và đuổi người ta đi giùm, thì linh thú mình sẽ làm cái chuyện đó, mà thấy không. Rồi bạn để cây ngang xuống, rồi xong đó, chỉ vậy thôi. Thì cái đồng nó sẽ cái lư hương á, nó sẽ thi chuyển cái điều đó cho mình. Thì bạn thấy trên cái đồ đốt trầm của Tân á là đã có ba con hỷ tước. Đó, nhiệm vụ là để đi vòng vòng canh giùm nhà cho mình, có cái chuyện gì xảy ra ở nhà kế bên hay gì đó mà liên quan đến người âm á nó báo. Cho nên là đốt nhang á là phải biết cách cắm cây nhang. Khi mà mình cúng kiến bình thường, ok, mình để cây nhang mình cắm thẳng lên ba cây, một cây tùy mình ha. Nhưng mà khi mà mình cầu nguyện hoặc là mình làm cái gì đó liên quan đến người âm, mình muốn trừ khử hay là mình muốn đuổi người ta ra khỏi nhà, thì mình phải biết cách cắm. Thì cái đồ mà cắm nhang trầm á, đồ để nhang khoanh nhang trầm á, nó có rất là nhiều những cái khe lỗ để các bạn có thể xuyên cái nhang đó qua à, để các bạn cầu nguyện. Thì cái mũi nhang á nó đi xuống à, cái bụi nhang đi xuống đất à, để người âm á, thấm vô cái đó, người âm ta không có dám đi vô nhà mình. Còn khi mình cắm thẳng cái nhang là cái nhang đi lên trời. À, cái hương khói lên trời là tại sao? Cái mũi đi vô cái những cái bụi của lư hương là tại vì cái khói nhang nó giúp cho người nhà mình trên trời được hưởng. Còn những người lạ là những người âm hoặc là người nhà mình mà có cái tội gì đó chưa có siêu thoát thì cắm ngang cây nhang đó, cho cái khói nó đi lên và cái mũi đi xuống dưới lòng đất đó, không có để nó trên bàn thờ. Cái mũi nó rớt xuống đất thì mình quét vậy thôi. À, nhưng mà cái khói nó lan tỏa, cái bụi lan tỏa trong cái phòng của mình á thì tà ma nó không bao giờ vô ha. Thì ai muốn mua nhang cây thì liên hệ gấp ủng hộ, tại vì bây giờ nhang không còn nhiều nữa, đâu đó chắc cũng chừng mấy chục hộp à đó, chừng 20-30 hộp gì thôi, ta mua dữ lắm nha. Thì khi nào mà có bán tiếp á thì bên Tân sẽ thông báo nha. Ok, rất cảm ơn các bạn đã chịu khó nghe cái phần quảng cáo ngày hôm nay hơi dài dòng, nhưng mà bắt buộc phải làm như vậy để chỉ cho các bạn nào đã mua nhang biết cách mà mình cắm cây nhang mình trừ khi mà mình không có cái lư hương để cắm trong nhà ha. Ok, cái câu chuyện ngày hôm nay là vậy. Nhiều bạn hỏi Tân về chuyện trùng tang và muốn nghe những câu chuyện về trùng tang, thì hôm nay là cái sự tri ân dành các bạn Tân kể chuyện trùng tang cho các bạn nghe. Thì đây là nhà của bạn Tân à, là bạn cấp 3 của Tân. Thì nhà bạn của Tân á, thì bạn Tân rất là hiền, là một cái người đàng hoàng hiền, nó thẳng ra là khờ khờ, nó không phải là cái người mà quậy phá gì hết trơn á, rất là khờ hài hước à, mà hiền khô à. Thì vào cái lần đó đó là theo Tân được biết á, là nó quen với một cái cô bạn rất là đẹp ở bên lớp kế bên, dù lớp Tân bên này quen lớp bên kia. Thì hai đứa quen nhau đó, thì là có đi coi bói với nhau ở trên chùa.
Thì ngày xưa đó các bạn, ở cái tuổi của Tân á, thế hệ mà 8X đời đầu á, thì cái chuyện mà đi ăn chè hay là đi coi bói xin xăm là chuyện rất bình thường. Lúc đó không có gì để chơi hết bạn, chỉ có đi ăn chè rồi xin xăm thôi. Thời điểm đó Tân còn nhớ mà, năm lớp 11 á là mới có một cái tiệm pizza đầu tiên ra đời. Chứ còn thời điểm mà lớp 10 Tân là chưa có. Thì mấy bạn này xin xăm, thì cái người xin xăm mới nói rằng là con á, nó nói bạn của Tân á, không có nói cô người yêu nha, nói thằng bạn của Tân thôi, nói năm nay gia đình con có đại họa rất là lớn, mà con về con coi thử coi là người trong gia đình có mang hài cốt ai về nhà hay không. Cái hài cốt đó đó nó nguy hiểm dữ lắm, thì đem đi chôn hoặc đem lên chùa đi, chứ đừng có để trong nhà. Thì bạn mình đi ra mới cười, cười ở ngoài ngoài đường, cười quá trời, có Tân, Tân cũng cười. Là tại vì thực sự bạn, cái mình nghĩ cái từ hài cốt là cái gì, là một cái bộ xương có đầy đủ các chi đầu này kia các cái. Thì nhà bạn mình đâu có khùng đâu mà tự nhiên đi đem cái bộ hài cốt về nhà. Thì mình mới nghĩ rằng là bạn mình với mình mà nhiều người bạn khác cùng đi chùa mới nghĩ là chắc ông này ông xạo, cái ông mà coi quẻ đó ông xạo. Thì tụi mình không có để ý cái chuyện gì xảy ra là mình không để ý. Nhưng mà đâu đó là khoảng 2 tuần sau thì có một cái người cậu của nhà bạn mất qua đời. Qua đời là do bị tai nạn các bạn, bị tai nạn giao thông, chết. Thì bạn biết hồi xưa đó là nhà còn nghèo lắm, cho nên là nhiều khi một cái căn nhà nhưng mà cô dì chú bác là sống chung với nhau đó, không phải được như bây giờ. Thí dụ như mà có điều kiện cái là đi ra ở riêng. Còn ngày xưa là nhiều khi một căn nhà rất là bự nhưng mà có 20 hộ gia đình ở trong đó, đó ghê gớm vậy. Thì nhà bạn Tân cũng y chang vậy thôi, nhà Tân ngày xưa cũng vậy. Thì cậu nó là người đầu tiên chết do tai nạn giao thông. Thì là đám ma, tổ chức đám ma, lớp của Tân cũng có qua để mà coi như là cúng điếu rồi thăm hỏi bạn mình. Thì khi qua đó là mình có nghe cái người sư tụng kinh mới nói rằng là ở trong nhà này á là có mùi khí âm, mà có ai mang hài cốt hay cái gì đó của người ta về nhà hay không thì đem đi trả lại trên chùa hoặc là đem trả lại nơi chôn cất. Thì mà mình mới nhớ lại cái câu chuyện mà đi coi quẻ, mình nói với bạn mình: ê ê, lần trước đi coi quẻ cái ông trong miếu trúc ông nói mày y chang vậy đó, về nhà mày có ai mang bộ hài cốt về không? Là lúc đó mình vẫn còn thiếu kiến thức, mình vẫn nghĩ bộ hài cốt là một cái bộ xương ở y chang vậy. Thì thầy sư nói vậy thì gia đình không hiểu, gia đình không ai hiểu hết. Mà đám ma thì các bạn biết lu bu đủ các chuyện đó, gia đình không ai ai hiểu. Thầy sư nói vậy là sao, mới nói là hài cốt đâu có ai mang về nhà đâu thầy. Thầy nói là không nhất thiết là một cái bộ hài cốt, có thể là một cái chi nhỏ nào đó trên mình của người chết thì phải đi trả lại cho người ta, chứ không có thể nào mà mang theo được. Ở đây khí âm nặng lắm, gia đình phải lưu ý chuyện này. Và sắp tới là đại hạn, cái người cậu này chết vào cái khung giờ rất là xấu, và cái khung giờ mà đem về nhà cũng là khung giờ xấu, là sẽ xảy ra cái đại hạn lớn, gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng đầu tiên nhanh chóng trả lại một cái phần hài cốt cho người ta, là thầy nói vậy bạn. Mà nghe rất là ly kỳ hấp dẫn, mà mình không hiểu tại sao thầy lại nói vậy. Thì gia đình mới đi vô đi ra hỏi theo kiểu mà hỏi cho có, tại vì đám ma mà người tiếp bên này người tiếp bên kia đó, làm quá trời. Mà gia đình bạn biết, một cái gia đình mà mấy hộ sống là bao nhiêu đoàn thể công ty trong đó, thì làm sao mà có cái chuyện mà đi giải quyết, giống như nói cái kêu anh này em lại về liền được. Tại người phải đi mua bia, người đi mua đá, người nấu ăn, người chuẩn bị tiếp khách, người đi mua hạt dưa, ôi đủ thứ chuyện hết các bạn, rồi pha trà nữa. Làm sao mà tụ về hỏi có ai giấu bộ hài cốt hay không, làm sao được. Thì 3 ngày sau là gia đình nó đi chôn ông cậu. Chôn ông cậu trên đường về đó thì có một bà dì đó là chung nhà luôn, mà bà không có đi chung với xe rồng, bà đi xe ông đa. Trên đường về về nhà hết trơn là chưa thấy bà về. Chút hồi công an gọi điện
là nó bị tai nạn ở ngay cái đường mà đi từ mộ ông cậu về đưa vô Chợ Rẫy, thì mới chạy vô đó thì bà dì bà chết, chết liền ngay cái ngày mà đi chôn ông cậu. Gia đình lúc đó là suy sụp rồi bạn, và suy sụp rồi bạn phải hiểu là sao. Khi mà gia đình mình có người thân mất là mình chôn mà đau lòng rồi, mà mới cái ngày chôn cái người đó xuống là một người kế tiếp nó ra đi, làm sao mà chịu nổi, đúng không? Quyết định tổ chức đám ma tiếp, đi về nhà đám ma tiếp, thì sớm giềng cái khu đó đồn ghê gớm, mà lớp tưng cũng đồn nữa. Tại vì bạn biết là một cái đám ma nó phải đơn giản đâu, một người mất mà đâu có phải là chuyện dẫn chơi, mà cái gì đâu mà ông cậu mới mất bà gì cũng đi y chang, là tai nạn y chang vậy. Cái ngày mà đưa tiễn ông cậu là ngày bà gì lên đường đó, thì đám ma lại mời thầy tới, thì thầy tới là thầy chắc lưỡi liền, cũng vì cũng người thầy đó thôi, thầy mới nói là đại tang rồi, tôi đã nói là đại họa rồi, mà tại sao gia đình không nghe tôi, là không ngồi bàn bạc lại để coi ai là người giữ cái hài cốt của người ta. Thì lúc đó là gia đình mới sợ, gia đình mới nghe mới sợ là tại hai người rồi đó, hai người đã ra đi rồi, lúc đó mới họp lại. Họp lại thì không ai nghĩ được là ai mang hài cốt về. Tại vì thầy á là thầy tụng, không phải là thầy pháp, nhưng mà ổng nhìn được. Nhưng mà ổng tới ổng tụng, ổng cúng cơm này kia các cái là ổng đi về, ổng không có ở lại đó đâu mà ổng giải quyết. Cái tức là chỗ đó, thà là giúp luôn, ở lại giúp luôn, chứ còn nói cho người ta biết đại họa nhưng mà đi về cũng như không. Thì gia đình mới ngồi lại hỏi là có ai đem khúc xương hay là cái gì về hay không, mà sao xảy ra sự việc vậy. Thì bạn biết á, nó có hai trường hợp là như vậy. Thứ nhất, nếu như cái người đó biết mình mang cái khúc xương người âm về thì người đó cũng sẽ không dám nhận. Tại vì nếu mà nhận đó thì bà con chòm xóm, dòng họ, anh em gia đình sẽ nói cái người đó là người giết anh em nhà mình. Mà nếu như mà người đó biết làm sao nó dám nhận, đúng không? Trường hợp thứ hai là người đó không biết, người đó không biết luôn, không nhận luôn. Đó, trường hợp nào thì cũng không thể nào mà nói ra được. Thì đúng 3 ngày là chôn bà dì. Đó, một cái đám tang nữa là chôn kế bên ông cậu. Thì trên đường về tiếp, các bạn nói là bạn không tin. Và có nhiều người nói là trong một tháng mà 3 lần là thấy ghê rồi, đúng không? Này 3 ngày, cứ 3 ngày một mạng, 3 ngày một mạng. Là trên đường đưa về là gia đình đã cố tình, gia đình là cố tình luôn. Đi xe 16 chỗ chung với nhau, nên là gia đình cùng đi một xe, không ngồi xe rồng, không đi xe riêng nha. Đi một xe, về gần tới nhà xe lật. Về gần tới nhà đụng xe, xe lật luôn. Mà lần này biết mấy mạng không? 2 mạng chết một lần. À, là 4 người trong gia đình này. Bạn thấy ghê gớm chưa? Quá ghê gớm. 2 mạng cùng chết là sớm giềng coi như là. Mình nói thiệt bạn, nếu bạn thấy một cái cảnh trùng tang đó, nó ghê gớm dữ lắm. Tại vì sao? Trùng tang trong một tháng á, là bắt đầu cái người đầu tiên á, là còn đi đông. Cái người thứ hai á, có thể là cũng là vê vê. Cái người thứ ba là bắt đầu là người ta đại diện người ta đi, chứ người ta không tới nữa. Ta thấy gia đình mình có cái vận xui đó, là người ta không bao giờ người ta tới. Mà cái này là một lần mà đi 2 mạng, là 2 cái hòm để chung nhà luôn. Đó, cũng là cậu với một dì nữa, cũng là đi cặp cậu một dì nữa, là mời thầy tới. Thì lần này thầy cũng nói y chang vậy. Thì cái ông mà lớn nhất trong nhà mới nói thôi giờ thầy, bây giờ thầy nói thầy có thể thầy dùng cái tâm linh, thầy cho tôi biết được rằng là cái miếng cái bộ hài cốt nó như thế nào không, cái hình dạng ra làm sao không. Thì thầy mới nói rằng hài cốt không nhất thiết là nguyên một bộ hài cốt, có thể là một cái phần xương nào đó của người ta, xương vai, xương đùi, xương gì đó, có thể làm thành đồ đeo trên người. Thì lúc này mới lòi ra một người, đó là thằng Út. À, cậu Út trong nhà là có mua một cái nhẫn bằng ngà voi, bằng xương ngà voi đó. Thì mới gia đình mới cậu mới đi ra, còn cậu Út mới ra hỏi thầy là cái có phải cái này không. Thì ông thầy mới nói rằng là có thể là cái đó, thì bây giờ đưa cho thầy coi thử.
thì đưa cho thầy á, thầy để lên cái nhang á, thầy cắm. Lần đầu tiên trong đời Tân thấy là tại nhà thằng bạn nó sát bên nhà Tân, chung một phường với nhau luôn. Thì Tân mới qua bên đó, Tân thấy rõ ràng cắm lên cây nhang một cái đó, cái xương nó chuyển sang màu đen các bạn. Nó từ màu trắng chuyển sang màu đen. Thầy mới nói đây là xương người, không phải là ngà voi. Những cái thằng làm nhẫn đó, nó lấy cái xương người nó ở đâu nó cưa ra nó làm cái này cho con, mà nó muốn hại gia đình con hay sao đó. Tại gia đình là dân làm ăn các bạn, gia đình làm ăn buôn bán, cho nên cái chuyện mà người ta bỏ người ta hại là chuyện bình thường. Mới gỡ cái đó ra đưa về cho thầy, thì thầy mới mang về chùa thầy tụng. Thì khi mang về chùa tụng đó, thì thầy mới gọi điện lại. Thầy gọi điện lại là đừng có để cho cậu Út ra khỏi nhà. Nếu mà để cậu Út ra khỏi nhà là cậu Út không thoát khỏi. Cho nên là gia đình mới kêu cái ông cậu Út đó ở trong nhà luôn, không cho ra khỏi nhà luôn. Thì cái ngày mà đi chôn hai cái kia đó là cậu Út có đòi đi theo chôn mà gia đình không cho. Là cử thằng bạn mình với những người trong xóm là có mình nữa để mà canh cái cửa không cho cậu Út đi ra, đi ra khỏi khỏi nhà tại sợ tai nạn. Thì khi mà đem về chôn hai cái hòm kia là coi như là sớm giềng xôn xao hết rồi. Sớm giềng xôn xao hết. Là khi mọi người trên đường về đó các bạn, khi mọi người trên đường về gọi điện liên tục về nhà là coi cậu Út có ra khỏi đường không, thì gia đình mới nói là không có ra khỏi đường, không có ra. Thì vừa nói xong cái câu đó là cái ông cậu lớn nhất mới nói thôi vậy cũng đỡ, ráng qua cái trận này đi, là trả lại cái khúc xương cho người ta. Là vừa nói xong là rớt từ lầu 4 xuống chết. Năm mạng người cứ cách nhau 3 ngày. Các bạn biết sao ông cậu Út chết không? Ngày xưa có cái tật á, mỗi lần ngồi hút thuốc á là ngồi trên ban công sân thượng á, mà không có chỗ vịn á, ngồi á chắc dẻo hút. Rất nhiều người ngày xưa là như vậy nha. Nhà Tân ngày xưa cũng như vậy luôn. Nếu mà có dịp Tân có những tấm hình hồi nhỏ của Tân, Tân sẽ chụp cho các bạn coi. Rất là nguy hiểm là ngồi ngay cái bờ lan can, mà lan can ngày xưa đó là nó nhỏ xíu à, mà ngồi dắt hai chân lên hút thuốc. Mấy trời xui đất khiến không, cái hồn nó khiến mà té từ đó xuống chết. Mà giờ cái nhà bạn mình đi bán luôn mà, bán cái nhà luôn. Gia đình mỗi người mua một nơi riêng ở, không có dám ở căn nhà đó nữa. Tại vì năm mạng người mà cách nhau 3 ngày, trùng tan 1 tháng là chuyện bình thường. Năm mạng người cách nhau 3 ngày chỉ vì đi mua một cái nhẫn mà ngà voi thôi. Nhưng mà thật sự là những xương người mang về mà người ta dự đoán thôi, trong xóm Tân đồn nôm na dự đoán thôi, là cái hồn nó là chết do tai nạn. Cho nên nó khiến người ta bị tai nạn không à, nó khiến bị tai nạn chết không à. Riêng cậu Út là do nhốt trong nhà nó mới khiến té từ trên đó xuống. Mà ông cậu Út là thường xuyên hút thuốc kiểu đó, đi lên sân thượng ngồi đó mát, dắt chân lên ngồi nhìn thành phố rồi hút. Tại nhà nó cũng giàu, thời điểm đó nhà đó mà ba bốn tấm á, đó là cũng là nhà cao tầng đó. Rớt. Thì đây là một câu chuyện về trùng tan mà Tân biết, Tân kể cho các bạn nghe. Cho nên á, mình đi mua bất cứ gì cũng vậy, mình đi mua những thứ mà nó tâm linh. Thực sự ngà voi là tâm linh nha các bạn. Ngà voi hay là bất cứ xương cao hổ hay là đồ tâm linh đó. Nhưng mà mình không biết cái nguồn gốc thực sự của nó ở đâu á, là rất là nguy hiểm. Nhiều người ta quan niệm là đeo nhẫn mà có lông voi sẽ làm ăn lên. Chứ mình nói thiệt với mấy bạn luôn, làm gì lông voi ở đâu ra mà nhiều dữ vậy. Người ta lấy gì ta nhét chổng sao bạn biết, lấy tóc hay cái gì đó của ai sao bạn biết, đúng không? Có nhiều người từng thấy đi mua cái nhẫn đó, là xưa có một bạn mua 6 triệu hay sao, mua về làm ăn lụng bại luôn. Cho nên làm cái gì cũng vậy, phải tìm hiểu rõ cái đó là cái gì ha. Hôm nay tại vì cái cổ họng Tân nhưng còn đặc dữ lắm, bạn nghe bạn biết nó chưa có thanh thoát. Mặc dù sức khỏe thì khỏe rồi mà cái cổ họng nó chưa có thanh thoát thì kể nó hơi khó khăn. Thì Tân cố gắng Tân kể đến đây thôi. Các bạn thấy như thế nào thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Thì hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.